Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình Thời sự tối nay thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019 có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 37 ngày 1 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa tại cơ sở. Các buổi họp chợ đa năng thuộc xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương luôn là điểm mất an toàn giao thông với việc người dân bày bán hàng ngay sát lòng đường. Trong phần tin quốc tế, Mỹ không muốn chiến tranh với Iran. Các ứng cử viên Thủ tướng Anh bất đồng về chính sách Brexit. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 37 ngày 1 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Quán triệt triển khai các nội dung hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và một số nghị quyết chỉ thị của Đảng. Các đồng chí Chậu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Đồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Trọng Bình, Vụ trưởng Vụ Kinh tế vùng và địa phương, Ban Kinh tế Trung ương, Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố. Quán triệt các nội dung hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chậu Văn Lâm nhấn mạnh, hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 năm 2019, bàn 6 nội dung chính về đề cương báo cáo chính trị đại hội lần thứ 13 của Đảng, đề cương báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh năm 2011, đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, đề cương báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng, tổng kết thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa 11 và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa 12 về đại hội Đảng các cấp. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị Trung ương 9 khóa 11 đến hội nghị Trung ương 10 khóa 12 và báo cáo công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018. Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 37 ngày 1 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 tại hội nghị khẳng định. Sau 15 năm thực hiện, nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị đã đi vào cuộc sống, trở thành động lực quan trọng làm thay đổi đời sống kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của cả vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Trong từng giai đoạn, tỉnh Tuyên Quang đã xác định chúng và đúng các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động sáng tạo triển khai các chương trình kinh tế xã hội như phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế lâm nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phổ cập giáo dục các bậc học, phát triển văn hóa gắn với du lịch, giảm nghèo bền vững. Với chủ trương đúng đắn, cơ chế chính sách và cách làm phù hợp đã huy động được nguồn lực trong nhân dân và đạt hiệu quả cao. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng với tốc độ khá cao ở cả ba khu vực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán hàng năm. Đến năm 2018 tăng 8,6 lần so với năm 2004. Hoàn thành nhiều dự án công nghiệp quan trọng, gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu. Các ngành dịch vụ có khởi sắc, lượng khách du lịch đến Tuyên Quang năm 2018 tăng 21 lần so với năm 2004. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng, nâng thứ bậc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, thu hút được các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn tỉnh. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, chăm lo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, chưa đạt được trong 15 năm qua, dự báo tình hình trong những năm tới, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của địa phương, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Về phát triển kinh tế xã hội trong 15 năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng với tốc độ khá. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2018 đạt 36 triệu đồng trên người trên năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm dần nông lâm nghiệp, thủy sản. Hoàn thành đưa vào vận hành một số dự án sản xuất công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 đạt 14.500 tỷ đồng. Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến, tập trung phát triển một số cây trồng vật nuôi chủ lực như chè, mía, cam, gỗ nguyên liệu, trâu, cá đặc sản. Phát triển kinh tế lâm nghiệp với nhiều giải pháp chủ động sáng tạo, từng bước đạt hiệu quả cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn tồn tại hạn chế như kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc, tính liên kết vùng chưa thực sự hiệu quả, một số lĩnh vực phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, cơ sở hạ tầng còn thiếu, không đồng bộ, nhất là giao thông kết nối chưa đáp ứng yêu cầu. Đồng thời đề xuất các giải pháp xây dựng nền kinh tế của tỉnh trong những năm tới có mức tăng trưởng khá, đảm bảo đạt mức tăng trưởng chung của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Hội nghị cũng đã quán triệt nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chỉ thị số 25 ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Chỉ thị số 32 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Văn Lâm đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan liên quan cùng với các tỉnh trong khu vực tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tổng kết, cung cấp các luận cứ làm cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá tổng quát kết quả thực hiện trong 15 năm qua. Trung du miền núi Bắc Bộ là địa bàn chiến lược quan trọng trong các cuộc kháng chiến cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt cùng với quyết tâm chính trị, sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền các tỉnh và sự cố gắng nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong khu vực đã tạo ra những chuyển biến quan trọng nhiều mặt. Tuy nhiên, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn còn rất nhiều khó khăn, kinh tế phát triển chưa vững chắc, vẫn là vùng nghèo nhất của cả nước, đời sống nhân dân khó khăn. Những tiềm năng về nông lâm nghiệp, đất đai, khoáng sản, thủy điện, du lịch chưa được phát huy. Sau hội nghị hôm nay, đề nghị các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây. Cùng với các tỉnh trong khu vực để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tổng kết, cung cấp các luận cứ làm cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá tổng quát kết quả thực hiện 15 năm qua, xem xét ban hành một nghị quyết mới để tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời kiến nghị Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế chính sách đặc thù, nhất là chính sách thu hút đầu tư mạnh hơn để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này, chính sách về xây dựng kết cấu hạ tầng, chính sách về tích tụ đất đai, chính sách về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với phát triển công nghiệp chế biến, phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiếp tục quan tâm tạo nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở luật quy hoạch triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có tích hợp các quy hoạch liên quan đảm bảo đồng bộ, gắn kết, có tính khả thi, xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách của tỉnh nhằm khai thác tiềm năng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả liên kết vùng, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông kết nối, phát triển vùng nguyên liệu gắn kết với công nghiệp chế biến, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển văn hóa gắn với du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh xác định rõ tiềm năng thế mạnh của tỉnh, làm tốt công tác phối hợp với các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ, tham mưu cho các bộ ngành trung ương có các kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội toàn vùng, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp sạch, tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp hỗ trợ tiên tiến, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thu hút đầu tư phát triển hệ thống giao thông đến các khu cụm công nghiệp, đảm bảo kết nối nội vùng, liên vùng trong tỉnh và hệ thống giao thông quốc gia, tăng cường hợp tác với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ, các trung tâm kinh tế, các tỉnh lân cận để hợp tác về đầu tư, thương mại và du lịch.
Sau hơn 3 năm thực hiện, các chương trình, mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa đều phù hợp với yêu cầu thực tế nên từng bước đi vào cuộc sống, tạo được sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Nhằm tiếp tục tạo đột phá trong phát triển kinh tế, năm 2019, cấp ủy chính quyền xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa đăng ký với Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện hai khâu đột phá về sản xuất hàng hóa, đó là phát triển chăn nuôi châu bò hàng hóa liên kết, xây dựng thương hiệu thịt châu khô trong chương trình mỗi xã một sản phẩm và đẩy mạnh phát triển thủy sản trên địa bàn. Cùng với đó là thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác chăn nuôi châu bò, cá đặc sản, tạo ra chuỗi giá trị có sự liên doanh liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Qua một thời gian triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Sau khi thì cảm thấy nó cũng có lãi, mà hai nữa nó cũng tiết kiệm được cái nhân lực lao động, tận thu được các cái sản phẩm của mình sản xuất, ví dụ như là cỏ hay là cây ngô. Tôi tăng đàn ra lên 7 con, sau đó là tăng lên 13, 14 con, là bây giờ duy trì 15 con. Sau một chu kỳ chăn nuôi là 3 tháng thì mỗi một con lãi được khoảng độ 2 triệu rưỡi một con. Sau khi tập huấn về thì chúng tôi cũng tiến hành làm lồng cá. Quy mô là có 6 hộ, là có tất cả là 12 lồng. Chúng tôi nuôi thì cá cũng tiến triển tốt. Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, mấy năm qua Đảng bộ xã cũng đã làm tốt việc liên doanh liên kết phát triển nhiều loại hình sản xuất phù hợp với địa phương như trồng cây khôi nhung dưới tán rừng, đào tạo nghề mây che đan, thu hút đông đảo người dân tham gia. Thông qua các mô hình đã được triển khai, không những nâng cao thu nhập cho người dân, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương mà còn làm thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất của bà con nông dân. Trong tổng số 17 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, thì đến nay xã đã hoàn thành 14 chỉ tiêu. Xác định một số cái thế mạnh của địa phương như chăn nuôi đại gia súc, cây lâm nghiệp, thủy sản. Đối với thủy sản thì tập trung ở khu vực lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa, gồm các thôn Nghe, thôn Ngầu 1, Ngầu 2. Đối với chăn nuôi châu bò thì thực hiện chuỗi liên kết, nuôi cây trâu theo hướng an toàn sinh học, liên kết bao tiêu sản phẩm, đầu vào đầu ra, xây dựng cánh đồng mẫu lớn với trồng lạc, trồng mía để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế. Với thủy sản thì xây dựng các mô hình như mô hình nuôi cá lồng, mô hình cá ao. Để đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, xã Hùng Mỹ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất cho các thành phần kinh tế liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, góp phần mang lại cho Hùng Mỹ những khởi sắc trong phát triển kinh tế, giúp người dân tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường Tuyên Quang đã phát hiện gần 70 vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa, trong đó có một vụ có dấu hiệu tội phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thụ lý hồ sơ vụ việc. Điều này cho thấy vấn đề kinh doanh hàng giả, hàng nhái vẫn còn diễn biến phức tạp. Do vậy, đội sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác này nhằm ổn định thị trường. Buổi tiêu hủy các mặt hàng thực phẩm gồm chả mực, vịt đã qua sơ chế và xúc xích cùng một số mỹ phẩm vừa được đội quản lý thị trường số 1 phối hợp với các ngành triển khai. Đây là số hàng hóa nhập lậu không đảm bảo an toàn khi sử dụng được phát hiện tịch thu chỉ trong 2 tháng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Đơn vị đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, nhất là trọng tâm là các mặt hàng thực phẩm. Trong cái 6 tháng đầu năm thì đơn vị cũng đã chủ động kiểm tra kiểm soát thị trường hàng giả và hàng kém chất lượng, thì tuy nhiên đã phát hiện được một số các mặt hàng mà nó nhập lậu từ Trung Quốc mà không có nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh sản phẩm, thì đơn vị đã cương quyết và xử lý theo quy định. Không chỉ có thực phẩm và mỹ phẩm mà từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra phát hiện xử lý gần 70 vụ vi phạm liên quan đến kinh doanh hàng hóa, thu nộp ngân sách nhà nước gần 300 triệu đồng. Nhằm ổn định thị trường, đặc biệt từ nay đến lễ hội Thành Tuyên, đội quản lý thị trường số 1 tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, qua đó tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành đầy đủ các quy định về kinh doanh hàng hóa, đồng thời có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường trên địa bàn. Với người tiêu dùng là trên địa bàn là phải xem rõ hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ, nếu như là hàng do nước ngoài sản xuất mà nó sẽ có tem nhãn phụ, có đơn vị nhập khẩu, có nhà nhập khẩu và có tem nhãn phụ để cảnh báo các nguy cơ. Thế còn lại những cái hàng hóa nào mà do nước ngoài sản xuất mà không có tem nhãn phụ, đấy là cái hàng hóa đấy là trôi nổi ngoài thị trường và nhập lậu, thì bà con lên khuyến cáo bà con không nên dùng.
Hiện nay, bên cạnh công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, đội quản lý thị trường số 1 đã phân công cán bộ trực tại các trạm kiểm dịch động vật tại xã Đội Bình, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn và kiểm tra kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, phòng chống dịch tả lợn châu Phi theo chỉ đạo của tỉnh, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa tại cơ sở. Các buổi họp chợ đa năng thuộc xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương luôn là điểm mất an toàn giao thông với việc người dân bày bán hàng ngay sát lòng đường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn là nơi thường xuyên nhất người dân tới thực hiện các thủ tục hành chính. Tại các địa phương vùng cao, địa bàn rộng, chia cắt, hoạt động của bộ phận một cửa càng trở nên ý nghĩa, giúp người dân có thể tiếp cận cơ quan chính quyền một cách thuận lợi, nhanh chóng, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình. Các cửa giao dịch đều có ghi biển hướng dẫn người dân rõ ràng, giúp người dân thuận lợi nhất trong việc tìm đến giải quyết các thủ tục hành chính. Ủy ban Nhân dân xã cũng đã niêm yết công khai 12 lĩnh vực, 131 thủ tục trong bộ thủ tục hành chính cấp xã để người dân tiện tra cứu. Với việc trang thiết bị được đầu tư tương đối đồng bộ đã giúp cho hoạt động của bộ phận một cửa xã Hồng Quang ngày càng hiệu quả, nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người dân. Các nhân viên, các cán bộ ở đây đón tiếp nhiệt tình, niềm nở, bố trí chỗ ngồi, tiếp nước để chúng tôi rất là vui vẻ, phấn khởi lắm. Vấn đề cán bộ được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn. Công chức cấp xã được đào tạo đúng chuyên ngành, được sắp xếp đúng vị trí tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Bên cạnh đó là việc đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp cán bộ củng cố, nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn. Tại nhiều địa phương, việc đánh giá chất lượng cán bộ bằng thực hiện giao việc, giao thời gian giải quyết cụ thể, gắn trách nhiệm của cán bộ với phần việc được giao. Trong thời gian tới, Ủy ban thị trấn xác định, thứ nhất là con người, là đào tạo cán bộ, công chức thực hiện về công tác cải cách thủ tục hành chính, đề nghị là đưa đi các lớp tập huấn để nâng cao. Thứ hai là đầu tư trang thiết bị để phục vụ công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, đảm bảo liên thông người dân đến để thuận tiện trong giao dịch công việc. Cải cách hành chính nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân. Vì vậy, một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng là kỹ năng giao tiếp với công dân của các cán bộ tại bộ phận một cửa. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của địa phương, mà còn là điều kiện tích cực tạo môi trường thu hút đầu tư, thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước hiện đại, hoạt động có hiệu lực hiệu quả. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, thời gian qua, phong trào đoàn viên thanh niên chung sức tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã lan tỏa mạnh mẽ. Bằng những hoạt động của mình đã góp phần không nhỏ giúp đảng bộ, chính quyền các địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới. Đây là một buổi lao động của các bạn đoàn viên thanh niên công an tỉnh và đoàn viên thanh niên xã Kim Phú. Những buổi tình nguyện như thế này của các bạn đoàn viên thanh niên đã giúp đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt kênh mương, kịp thời phục vụ nước tưới tiêu cho nhân dân mùa vụ tới. Được sự giúp đỡ của đoàn thanh niên của công an với lại của đoàn thanh niên xã đã giúp đỡ nhân dân thôn 12 đã hoàn thành được cái trước mắt là hoàn thành được cái công trình này. Thực hiện phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới với phương châm tình nguyện tại chỗ, hiệu quả thiết thực, an toàn. Thông qua các hoạt động chiến dịch tình nguyện hè và tháng thanh niên, các tổ chức đoàn đã đảm nhận các công trình như tham gia lắp đặt kênh mương thủy lợi bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, làm đường giao thông nông thôn, quét dọn vệ sinh môi trường, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua các hoạt động tình nguyện đã giúp đỡ nhân dân các địa phương thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn bản, qua đó đã giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là hoạt động tình nguyện rất thiết thực của tuổi trẻ công an tỉnh, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên thanh niên của tuổi trẻ công an tỉnh với đoàn viên thanh niên trên địa bàn nông thôn. Đoàn xã Kim Phú là thường xuyên phối hợp với lại các đơn vị kết nghĩa để tham gia giúp dân thì được lực lượng rất là đông đảo tham gia và nhiệt tình hỗ trợ trong cái buổi tình nguyện. Có thể nói phong trào thanh niên tình nguyện là môi trường sinh động để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
với tinh thần xung kích tình nguyện và tính sáng trong việc thực hiện các công trình phần việc thanh niên, đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Nằm trên trục đường quốc lộ 37, nhiều năm qua, các buổi họp chợ đa năng thuộc xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương luôn là điểm mất an toàn giao thông với việc người dân bày bán hàng ngay sát lòng đường. Đoạn đường qua khu vực chợ đa năng huyện Sơn Dương là đường hẹp, cua gấp, tầm nhìn hạn chế. Vào các buổi chợ phiên, tình trạng người dân bày bán hàng ngay sát lòng đường diễn ra phổ biến. Quốc lộ 37 là một trong những tuyến giao thông quan trọng của tỉnh với mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn. Chính vì vậy, tình trạng này đã gây ra nhiều khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về mất an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị. Bà con đi chợ ở đây thì mong muốn từ lâu lắm rồi. Bây giờ phải làm nào cho chợ mới nó càng nhanh càng tốt. Không có ngồi đây rất là nguy hiểm. Mong muốn là trên quan tâm thành lập nhanh cái chợ mới là nó đảm bảo giao thông, bảo với kiếm cuộc sống hàng ngày. Được biết, huyện Sơn Dương cũng đã có chủ trương chuyển chợ tới vị trí mới nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân họp chợ, vừa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trong khi chờ đợi việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bố trí nơi họp chợ mới thì rất cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương nhằm đáp ứng mong mỏi của nhân dân và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay 17 tháng 7, một đám cháy lớn đã bùng lên ngay trong khách sạn A25 ở địa chỉ số 61 phố Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại thời điểm xảy ra cháy có rất nhiều người là khách nước ngoài đang lưu trú tại đây. Đám cháy xuất phát từ tầng hầm của tòa nhà này. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, xe thang cùng hơn 60 cán bộ trực tiếp tiếp cận hiện trường, triển khai phương án chữa cháy. Theo khai báo của cơ sở là có 36 người, chưa kể nhân viên. Khi chúng tôi đến tổ chức triển khai đã trực tiếp cứu được 25 người, trong đó có phụ nữ, trẻ em và đặc biệt có một cháu bé 5 tháng tuổi. Chúng tôi đã đưa được ra ngoài an toàn. Theo thông tin ban đầu, có nhiều người bị ngạt khói được đưa đi cấp cứu và chưa có thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn này. Đến khoảng 6 giờ sáng, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định xem còn người mắc kẹt trong đám cháy không, cùng với đó điều tra làm rõ nguyên nhân của đám cháy. Ngân hàng là ngành dịch vụ nên phải nỗ lực cải cách hành chính. Đây là chỉ đạo quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước tại hội nghị trực tuyến đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành ngân hàng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng tổ chức sáng nay tại Hà Nội. So với trước đây, Ngân hàng Nhà nước đã cắt giảm, đơn giản hóa 31% các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, cắt giảm 20% chế độ báo cáo định kỳ cho các tổ chức tín dụng. Toàn bộ các thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước đã được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO, đảm bảo yêu cầu công khai minh bạch và tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải công khai đầy đủ trên trang tin điện tử chính thức của ngân hàng các thông tin về thủ tục cho vay, biểu phí để người dân, doanh nghiệp được biết. Washington không muốn bước vào cuộc chiến với Tehran, mặc dù việc Iran chịu trách nhiệm cho vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu hồi tuần trước là hiển nhiên. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm mọi thứ có thể để tránh chiến tranh với Iran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục mọi hành động cần thiết, trong đó có ngoại giao, để đạt được mục tiêu đảm bảo tự do hàng hải tại các tuyến đường biển quan trọng, đặc biệt là eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh Washington sẽ đảm bảo chiến dịch tự do hàng hải tại các tuyến đường biển quan trọng. Ông khẳng định, chúng tôi chắc chắn chúng tôi sẽ tiến hành mọi hành động cần thiết mang tính ngoại giao để đạt được mục tiêu này. Trước đó, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt lên tiếng cảnh báo nguy cơ lớn leo thang căng thẳng ở vùng vịnh, đồng thời nhấn mạnh Washington muốn tình hình này chấm dứt thông qua đàm phán. Các ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Anh hôm qua 16 tháng 6 đã có cuộc tranh luận đầu tiên về chiến lược Brexit. Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút phát trên kênh Channel 4 tối qua đã phần nào chỉ ra xu hướng chính trị của 5 trong số 6 nghị sĩ đảng bảo thủ nước Anh,
những người có thể sẽ kế nhiệm bà Theresa May. Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, người giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất từ các nghị sĩ đảng bảo thủ trong cuộc bỏ phiếu kín vòng 1 hôm 13 tháng 6 vừa qua, không tham gia phiên tranh luận này. 4 trên tổng số 5 ứng cử viên cho biết họ sẽ tìm cách tái đàm phán thỏa thuận Brexit với phía Bruxelles, dù các nhà lãnh đạo EU luôn khẳng định sẽ không để điều này xảy ra. Cả 4 ứng cử viên này đều tuyên bố sẵn sàng đưa Anh rời EU vào ngày 31 tháng 10 tới mà không có thỏa thuận, như một cách để gây sức ép buộc Bruxelles quay lại đàm phán. Dự kiến các nghị sĩ đảng bảo thủ cầm quyền sẽ tổ chức nhiều vòng bỏ phiếu để rút ngắn danh sách ứng cử viên xuống còn 2 người. Trong đó có cuộc bỏ phiếu vòng 2 diễn ra vào ngày 18 tháng 6. Sau đó, 160.000 thành viên cốt cán của đảng bảo thủ sẽ bầu chọn lần cuối. Người giành chiến thắng cuối cùng cũng sẽ là người kế nhiệm bà Theresa May. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố một khu tái định cư mới tại cao nguyên Golan bị chiếm đóng, đặt tên cho khu tái định cư này là cao nguyên Trump, theo tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại buổi lễ đặt tên vào ngày 16 tháng 6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cao nguyên Trump là nhằm vinh danh ông Trump vì đã quyết định công nhận chủ quyền của Israel đối với vùng lãnh thổ này. Việc thi công xây dựng vẫn chưa bắt đầu, nhưng một tấm bảng mang tên cao nguyên Trump cùng cờ Mỹ và Israel đã được dựng lên tại đây. Dù vậy, các nhà phê bình đã gọi động thái đặt tên cho khu tái định cư mới của Israel là một hành động phô trương không có thẩm quyền pháp lý. Israel đã chiếm giữ cao nguyên Golan từ Syria trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Vào tháng 3 năm 2019, Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên công nhận chủ quyền của Israel đối với vùng lãnh thổ này kể từ khi Israel sáp nhập Golan vào năm 1981. Theo Bloomberg, Huawei có thể sẽ phải cắt giảm từ 40 đến 60% doanh số bán smartphone tại thị trường quốc tế trong năm nay. Thậm chí, Bloomberg cũng dự đoán hãng công nghệ Trung Quốc sẽ cắt giảm doanh số bán hàng ngay cả với sản phẩm Honor 20, mẫu smartphone mới ra mắt của Honor, một thương hiệu con của Huawei. Honor 20 sẽ lên kệ vào ngày 21 tháng 6 tới tại nhiều thị trường châu Âu. Huawei được cho là sẽ giám sát việc ra mắt và có thể cắt giảm đơn hàng nếu doanh số kém. Báo cáo của Bloomberg cho biết, các nhà tiếp thị và quản lý Huawei dự kiến doanh số bán smartphone của hãng này trong năm nay sẽ giảm từ 40 đến 60 triệu chiếc. Theo hãng tin này, Huawei sẽ bù đắp sự sụt giảm ở thị trường quốc tế bằng cách đặt mục tiêu chiếm tới một nửa thị trường smartphone Trung Quốc. Hãng hàng không Lufthansa của Đức ngày hôm nay đã hạ triển vọng lợi nhuận của cả năm 2019 với lý do cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ giá rẻ so với giá tại châu Âu. Trong một tuyên bố, Lufthansa cho biết nhóm điều chỉnh thu nhập trước khi lãi suất và thuế được dự báo trước ở mức 5,5% đến 6,5%, giảm từ 6,5% xuống 8% trước đó. Lợi nhuận sụt giảm nguyên nhân một phần bị ảnh hưởng bởi tình trạng quá tải kéo dài, do các hãng vận tải sẵn sàng chấp nhận tổn thất đáng kể để mở rộng thị phần của hãng. Lufthansa cũng cho biết chi phí nhiên liệu máy bay cao cũng là nguyên nhân hãng hạ dự báo lợi nhuận ròng của hãng trong năm 2019. Cụ thể, giá nhiên liệu vượt quá con số năm ngoái là 550 triệu euro, mặc dù giá dầu thô gần đây giảm. Hãng cho biết họ sẽ cung cấp một khoản dự phòng rủi ro thuế với số tiền 340 triệu euro trong tài khoá nửa đầu năm 2019, liên quan đến vấn đề thuế mở ở Đức bắt nguồn từ những năm 2001 đến năm 2005. Những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối thứ hai ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Tiếp ngay sau chương trình là những thông tin về thời tiết và mục khuyến nông Tuyên Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt. Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Chiều nay 17 tháng 6, rãnh áp thấp có trục khoảng 24 đến 26 độ vĩ Bắc trên cao áp cao cận nhiệt đới đang lấn về phía Tây. Dự báo đêm nay và sáng mai 18 tháng 6, các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm trên 24 giờ, có nơi có mưa to, rất to với lượng từ 150mm trên 24 giờ. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn các huyện Lâm Bình, Na Hàng, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương, đặc biệt là các xã Sinh Long, Côn Lôn, Thượng Giáp, huyện Na Hàng, Minh Quang, Vinh Quang, Hà Lang, Tân An, huyện Chiêm Hóa, Khuân Hà, Lăng Can, Thượng Lâm, Thổ Bình, huyện Lâm Bình. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1. Bản tin dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 6 năm 2019, khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình,
nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 85%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 85%. Khu vực thành phố Tuyên Quang nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 85%. Vào mùa hè, thời tiết thường rất oi bức, nắng nhiều làm mức nhiệt tăng cao, tạo ra những yếu tố bất lợi cho chăn nuôi, nhất là chăn nuôi tập trung, mật độ cao. Do nắng nóng, gia súc gia cầm thường ăn ngủ kém nên sức đề kháng bị suy giảm mạnh, năng suất thịt, trứng giảm. Các loại dịch bệnh như tiêu chảy, cảm nóng, cảm nắng, E. coli, phó thương hàn, viêm phổi, dịch tả, tụ huyết trùng dễ phát sinh, lây lan, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi. Để hạn chế những ảnh hưởng xấu do nhiệt độ cao, trong mục khuyến nông hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến bà con hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nóng cho gia súc gia cầm. 1. Đối với đàn lợn, chuồng trại nên làm chuồng hướng đông nam, mái chuồng lợp ngói, tôn mát hoặc lợp lá cọ. Trong chuồng lắp đặt hệ thống quạt thông gió, xung quanh chuồng nuôi nên có phên hoặc lưới che chống nắng. Phía ngoài trồng cây xanh tạo bóng mát, hàng ngày phun nước lên mái chuồng để hạ bớt nhiệt. Giảm nhiệt độ chuồng nuôi bằng cách thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thu gom phân vào hồ chứa để giảm nhiệt sinh ra từ nguồn phân bị phân hủy. Giảm mật độ nuôi nhốt, đối với lợn nái đang nuôi con 6 đến 8 m2 trên con, lợn nái chửa 2,5 đến 3 m2 trên con, lợn thịt 2 m2 trên con. Cần tắm cho lợn 1 đến 2 lần trên ngày đối với lợn thịt. Cho lợn uống đủ nước sạch, bổ sung B complex, vitamin C, chất điện giải để lợn giải nhiệt và tăng cường sức đề kháng. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, phó thương hàn, dịch tả, tụ huyết trùng để tăng khả năng miễn dịch, chống bệnh xâm nhập vào cơ thể lợn. Cách ly gia súc ốm để theo dõi chăm sóc, tăng cường chăm sóc lợn nái, lợn con theo mẹ. Thực hiện các biện pháp về chăn nuôi an toàn sinh học, tiêu độc khử trùng định kỳ chuồng trại và khu vực chăn nuôi. 2. Đối với đàn trâu, bò, dê, xung quanh chuồng trại nên trồng cây xanh tạo bóng mát, chuồng nuôi nên có phên, bạt hoặc lưới che chống nắng. Chuồng trại, giữ chuồng trại sạch sẽ và thông thoáng, giảm nhiệt độ chuồng nuôi bằng cách vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thu gom phân để thực hiện ủ phân sinh học. Chăn thả khi thời tiết dịu mát, buổi sáng cho trâu bò đi chăn thả sớm, lúc 6 giờ thả 8 giờ về. Buổi chiều chăn thả muộn từ 4 giờ thả đến 6 giờ về. Nên buộc trâu bò ở những nơi có cây xanh bóng mát cho trâu bò nghỉ ngơi. Mật độ nuôi nhốt đối với trâu bò thịt từ 5 đến 6 m2 trên con, dê 1,8 đến 2 m2 trên con. Cho uống đủ nước, bổ sung vitamin C để giảm nhiệt, cho ăn đủ no từ 30 đến 35 kg thức ăn thô xanh, 0,5 đến 1 kg thức ăn tinh, 20 đến 30 g muối ăn để đảm bảo sức khỏe, tăng khả năng chống nóng, chống bệnh tật. Nên cho trâu bò tắm 1 đến 2 lần trên ngày để giảm nhiệt cho cơ thể. Cách ly gia súc ốm để chăm sóc và theo dõi riêng, tăng cường chăm sóc gia súc có chửa và gia súc mới đẻ. Tăng cường diệt ve, mòng trên thân gia súc, nền chuồng và bãi chăn. Định kỳ tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi. 3. Đối với gia cầm. Với chuồng trại xây kín, do có hệ thống làm mát, khi vận hành tối đa công suất theo thiết kế, nhiệt độ chuồng nuôi có thể giảm được từ 5 đến 7 độ C so với nhiệt độ bên ngoài. Với chuồng nuôi đơn giản, nên làm chuồng hướng đông nam, mái lợp ngói, tôn mát hoặc lợp lá. Xung quanh chuồng nuôi nên có phên hoặc lưới che chống nắng. Sân chuồng trồng cây xanh tạo bóng mát. Những ngày nhiệt độ cao có thể phun nước lên mái chuồng để giảm bớt nhiệt. Luôn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát. Cho gà ăn sớm, ăn xong treo máng ăn lên trên cho thoáng chuồng nuôi. Giảm độ dày đệm lót nếu quá dày vì đệm lót sinh nhiệt nhiều. Giảm mật độ nuôi cũng có tác dụng giảm nhiệt độ chuồng nuôi. Gà úm từ 50 đến 60 con trên mét vuông. Gà 0,5 đến 1 kg nhốt 20 đến 30 con trên mét vuông, gà 2 đến 3 kg nhốt từ 7 đến 10 con trên mét vuông. Nếu thời tiết quá nóng có thể thả gà ra vườn, gốc cây quanh chuồng, cung cấp nước sạch mát cho uống tự do. Đối với gà đẻ rất dễ chết vào những ngày nhiệt độ quá cao, gà thường chết đột ngột vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời trên 35 độ, nhiệt độ trong chuồng nuôi trên 40 độ thì chức năng tỏa nhiệt của gà kém hiệu quả, cơ thể gà tích nhiệt và chết. Nên tránh nuôi quá béo đối với gà đang đẻ bằng cách giảm bớt hàm lượng đạm trong khẩu phần, tăng cường cho ăn thêm rau xanh.
tăng sức đề kháng cho gia cầm bằng cách cho uống bi complex, vitamin C, chất điện giải, cho ăn loại cám chất lượng tốt, phòng bệnh cho gia cầm bằng các loại vaccine Newcastle, cúm, dịch tả vịt, tụ huyết trùng để tăng khả năng miễn dịch, chống lại các loại bệnh nguy hiểm xâm nhập. Cách ly gia cầm ốm yếu vào ô riêng để theo dõi chăm sóc, thực hiện các biện pháp về chăn nuôi an toàn sinh học, tiêu độc khử trùng định kỳ chuồng trại và khu vực chăn nuôi. Trên đây là hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nắng nóng cho gia súc gia cầm, chúc người chăn nuôi áp dụng đúng kỹ thuật đạt hiệu quả cao.